Dạ, xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay em có một cái lô cúc thọ hương và dảo bạch kim, cái hình bính đó cả nhà, hình bính với lại gắn dít đó. Thì đây nè, đây là đầu tiên là cái cây thọ hương nha, nó rễ nó rất là đẹp cả nhà. Lô này ghép thì chắc tầm khoảng được 2 tấc á. Này, còn cái này là cây bính nè, đó, cây nè rất là đẹp ha. Đó, đây thì loại này em bán với giá là 200.000 một cây nha cả nhà. Nên cũng có loại dảo bạch kim bông vàng nữa nè. Thì cái rễ nó cũng là hình bính nè. Đây. Đó, thì giá cũng là 200.000 một cây nha. Còn bên hàng thọ hương hàng hoa hồng thanh tú cả nhà. Hoa hồng thanh tú thì em có con rồng nè. Thì 200.000 một con ha. Hoa hồng thanh tú lật đỏ nha. Rồi con rồng 200.000 một con. Rồi có cái loại con rắn nữa cả nhà. Để em coi con rắn, cái còn con rắn nè. Con rắn. Con rắn này con rắn con rồi. Đây, mấy con rắn ở đây nè. Mấy con rắn ở đây nè. Để em moi cho cả nhà mình cùng xem nha. Rắn là rắn liu riu. Đây, đó, đây ha. Con rắn nè, rắn bò rất là đẹp nha cả nhà. Bây giờ chúng ta vô chậu á, chúng ta hay ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy con rắn, tại vì nó còn nằm ở bên dưới á. Đây là con rắn nha. Đó, con rắn. Thì hoa hồng thanh tú con rắn thì giá 200.000 luôn nha. Hai cây thì bao ship. Còn cái loại củ nở cả nhà, củ nở to này ha. Loại này là 150 cây nha, 150 cây ha. Hai cây thì em bao ship nha cả nhà, 2 cây em bao ship nha. Rồi cái hàng hoa hồng thanh tú là loại 120 cả nhà, nói chung gốc cũng tương đối nha, chứ không phải nhỏ đâu. Mà loại này thì em bán với giá 120, 120 thì 3 cây em bao ship nha cả nhà, 3 cây em bao ship. Đó, đây, đó là hoa hồng thanh tú đợt đỏ ha. Rồi hàng bên đây là hàng cúc thọ hương lấy bo cả nhà. Rễ thì cũng tương đối, xử lý cũng tương đối nha. Đó, rễ đây. Đó, đây cành nhánh như thế này ha. Rồi đây thì giá đây là 100.000 một cây nha cả nhà, 100.000 một cây. 3 cây thì bên em sẽ bao ship nha. Lô này thì chúng ta lấy bo vô tư thoải mái luôn nè, lấy bo cực kỳ nhiều luôn á. Bởi vì em để cao với lại cành nhánh nó nhiều cả nhà. Cái này lấy bo vô tư ha. Giá 100.000 cây nha. 4 cây thì em đóng 1 thùng bao ship cả nhà. Rồi, tiếp tục là hàng bên đây nha cả nhà. Hàng bên đây là hàng dảo thủ nước. Đây. Loại này thì giá là 150 một cây, 170 em sale còn 150 nè cả nhà. Đó, loại này thì còn cũng ít chứ không nhiều nha. Loại này còn ít chứ không có nhiều ha. Rồi, loại này là giá 170 em sale còn 150 nha. 4 cây 1 thùng thì em sẽ bao ship nha cả nhà. Cây cành nhánh cả nhà, cái cốt thì đã liền 100% hết rồi nha. Rất là đẹp luôn nha. Thì số lượng chứ còn cũng khoảng vài chục thôi cả nhà, không còn nhiều ha. Đây là giá 150 nha. Rồi cái hàng 220 còn 190 để đâu rồi chị? Hả? 220 này mới về phải không? Còn hàng cũ đâu? Đây cái loại nha. Ôi, qua dạ. Quá là đẹp nè cả nhà, nhìn thấy dảo hương nước nè. Bông to ghê không? Bông to đùng luôn, rất là đẹp luôn á cả nhà. Đó, đây là bông dảo Thủ Đức bông chùm nha. Rồi bây giờ em sẽ quay cái lô dảo Thủ Đức hôm qua mà em có giới thiệu với cả nhà. Cái loại là 220 á cả nhà. Thì em giảm giá còn 190 á. Nè, cây nè. Cả nhà nhìn thấy cành cốt đó nè, liền cốt 100% nha. Xử lý hết, cây nào cũng xử lý rễ hết nha cả nhà. Rất là đẹp luôn nha. Giảm giá ha. Giảm giá mạnh luôn. 220 chỉ còn có 190 thôi cả nhà. Đó, cây nè, cây tán tròn rất là đẹp luôn ha. Đó, đây này cả nhà, nhìn nó đang chuẩn bị tạo mầm hoa nè. Loại này chơi Tết rất là ok ha. Đây, cây rất là đẹp nha. Đây nè, liền cốt. Cả nhà nhìn thấy cái bo ghép với cái thân á, nó đã liền y như một cây zin luôn. Cái loại này là tán thông không nè. Loại gì chúng ta về trồng đất để phát triển kinh tế lâu dài thì người ta hay chọn cái hàng dảo Thủ Đức này cả nhà. Hoa của nó rất là đẹp và nó rất là dễ chăm. Rồi hàng bên đây là hàng đại lộc đây cả nhà. Đại lộc chơi Tết ha. Loại này 220 em sale còn 201 cả nhà. Đó, vậy là liền cốt 100% nha. Đại lộc này rất là đẹp luôn. Đây cả nhà. Đó, đây ha. Đó, đây chiều cao thì khoảng 35 cho đến 40 nha. Loại này là 220 em giảm còn 101 cây. 3 cây bao ship nha cả nhà. 10 cây em tặng 1 nha. Đó, rồi. Tiếp tục là hàng bên đây là hàng đại lộc nhỏ. Đại lộc loại này thì giá 140 cây cả nhà. Dễ nè, xử lý đủ kiểu hết. Giá 140 cây nha. 3 cây bao ship nha cả nhà. Ủa 1 thùng 4 cây chứ. Cả nhà lấy 4 cây giùm em nha. Tại vì bây giờ bưu điện nó hạn chế lắm, 5 kg là nó chỉ nhận 5 kg trở xuống thôi, cho nên là em gửi được một thùng chỉ 4 cây cả nhà. Đó, đây nè, thùng em lấy 4 cây thì em bao xíu cho chúng ta nha. Rồi đó, nó cả nhà nhìn thấy đó là cái hàng Đại Lộc nha. Rồi, hàng bên đây là hàng cúc Tư Long chơi Tết đây. Thì lâu lâu nó mới có hàng cúc Tư Long liền cốt cả nhà. Đó, đây nè, những cây này nè là 220 cây ha, 3 cây em bao ship nha, 10 cây em tặng 1 cả nhà. Đó, đây. Rồi hàng bên đây là hàng siêu nụ đây, siêu nụ tán tròn này giá là 200.000 một cây nha. Đó, đây, 200.000 một cây là siêu nụ nha cả nhà. Siêu nụ nè. Đó. Rồi hàng bên đây là hàng Phú Tân nha, Phú Tân. Phú Tân này Phú Tân loại liền cốt gần 2 mùa cả nhà. Nó rễ nè. Đó, đây. Gà đọt nè, rất là sum xê luôn ha. Loại này em bán với giá chỉ có 100.000 cây thôi cả nhà. 3 cây thì em bao ship nha. Ô 4 cây nha, thùng 4 cây em lộn hoài luôn. 4 cây em bao ship nha cả nhà, 10 cây tặng 1, thùng 4 cây nha cả nhà. Đó, rồi các cái loại mai giống chính là cúc tỉ muội nè, cúc tỉ muội hay còn gọi là cúc chờ nhau ha. Loại này thì em bán giá 125.000 cây nha. 3 cây bên em bao ship nha cả nhà. Rồi bên đây là hàng cúc Tân Châu đây, cúc Tân Châu. Cúc Tân Châu liền cốt nè. Em quay cho cả nhà mình cùng xem ha. Đây. Đó, rễ nè. Lô này rễ quái không à. Liền cốt 100% cả nhà. Đó, có những cái tổ chim nè. Cái cốt nè cả nhà nhìn thấy à. Rất là mập ha, rất là cứng cáp. Thì lâu lâu mới có cái lô cúc liền cốt nha cả nhà. Nó đang tạo nậu để chơi Tết đây. Thì giá là 190 một cây nha. 3 cây thì bên em sẽ bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng 1 ha. Đó chính là cúc chơi Tết nha. Wow, wow, cúc Tư Long quá trời đẹp luôn. Đó cả nhà, đó, cúc đó là cúc mười dương ha. Thì em cũng có loại để chơi Tết và lấy bo luôn. Loại này thì bán giá có 125.000 cây rồi cả nhà. Cây rất là mập mạp nè. Đó, rất là xinh xê luôn. Có 125.000 cây à. Thùng 4 cây em bao ship nha cả nhà. 4 cây em bao ship nha. Đó. Rồi, tiếp tục hàng bên đây cả nhà. Đó chính là giỏ Tuấn Ngọc. Loại này hoa to dễ chăm ha. Đây giá 100.000 một cây nha. Cành cốt rất là mập nha cả nhà. Rễ lô này xử lý cũng rất là đẹp. Đó. Giá thì chỉ có 100.000 cây nha. Loại này lá to nè, bông to, lá to hay lá dày nhìn rất là khỏe. Thì giá chỉ có 100.000 một cây thôi nha. 3 cây thì bên em sẽ bao ship nha cả nhà. Rồi hàng bên đây là hàng dạo siêu nụ đây. Siêu nụ loại này em bán với giá 140 một cây cả nhà. Đó, lô này kịch cộm nha. Không cao, cây lùng lực nha cả nhà. Không cao, nhưng mà cây rất là khỏe luôn. Cả nhà nhìn cành cốt à. Loại này Tết chúng ta vô chậu mini để chơi Tết thì quá là ok nha. Ừ, rồi, giá thì 140 một cây nha cả nhà. 3 cây bên em sẽ bao ship nha. 10 cây thì bên em sẽ tặng 1 luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy cái lô cây cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi, còn một cái lô giảo Thủ Đức lớn hơn nữa nha cả nhà. Loại này em mới về. Đó, loại này thì 3,5 mùa nha, 3,5 mùa. Cây rất là to. Đó. Cả nhà nhìn thấy nè. Cây này nó liền cốt và cái cốt nó rất là to, đã uốn dáng lông chính giữa luôn. Cả nhà nhìn thấy ha. Đó, rất là đẹp. Cây tầm khoảng 40 đến 45 cả nhà. Đó. Cái lô này cây cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này em cũng mới về thôi à. Về được cái lô này chắc cũng còn khoảng 500 cây á. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Đó, rất là đẹp. Thì cái lô này nói chung là đáng lẽ là bán giá 280 cả nhà. Tuy nhiên là trong mùa dịch thì bên vườn mai nhà em cũng sale giá rất là mạnh. Thì loại này em chỉ bán 250 thôi ha, 250 một cây thôi. Loại này vừa chơi Tết nè, vừa làm giống, rất là đẹp cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy 250 một cây ha. Và một thùng 4 cây thì bên em sẽ bao ship nha. Đó, rất là đẹp luôn. Cả nhà nhìn thấy nè. Nó cành nhánh sum suê luôn nha. Cành nhánh xum xê luôn nè, có mấy cái rễ quái này cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Rồi cái lô này thì giá 250 nha, 250, 280 em sale còn 250 cả nhà. Đó, rồi. Đó, ai thích loại nào thì xin hãy alo cho mình cả nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm ha. Và còn rất là nhiều giống nữa cả nhà. Đây là còn cúc không nhị nè, cúc không nhị. Rồi cúc vạn thọ cánh xoắn. Đó, cúc vạn thọ cánh xoắn thì giá là 125.000 cây nha cả nhà. 3 cây thì bên em bao ship nha. Loại này về chúng ta cũng có thể lấy bo luôn nè. Rồi, đó là chính là các giống mai bên vườn mai nhà em. Ai thích loại nào xin hãy alo em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.